Chương 10. Hồi hướng. Soạn tác luận này nhập Bồ Đề hạnh được bao công đức nguyện xin hồi hướng cho khắp chúng sinh dấn thân bước vào pháp hành Bồ Tát. Nương công đức này nguyện cho chúng sinh ở khắp mọi nơi đang chịu khổ đau, tinh thần thể xác tìm được đầy tràn hạnh phúc an vui. Còn trong luân hồi nguyện cõi thế gian được nguồn hạnh phúc không bao giờ tàn, không hề gián đoạn, hưởng nguồn an lạc như là sống cả của chư Bồ Tát. Nguyện cho chúng sinh khổ đau trong cõi địa ngục trùng nghiệp trên toàn cõi thế được hưởng niềm vui Tây phương cực lạc. Nguyện cho kẻ lạnh tìm được hơi ấm, nguyện cho kẻ nóng dịu mát cơn đau. Nhờ mây Bồ Tát mưa xuống biển mưa bao la vô tận. Nguyện rừng lá chém thành rừng đẹp vui, nguyện cây giáo gươm thành cây như ý. Địa ngục trở thành cảnh giới an lạc, hồ sen ba la ngọt ngào thơm ngát, thanh thoát tiếng chim, hạt ngỗng thiên nga. Nguyện núi than hồng trở thành núi ngọc, nguyện đất nung đỏ thành nền pha lê, nguyện dãy núi đè thành cung địa ngục đầy ắp Như Lai. Nguyện mưa núi lửa thành trận mưa hoa, nguyện cõi đẳng hoạt hung tàn vũ khí thành chốn nô đùa tung hoa làm vui. Nguyện người trầm luân nơi dòng sông lũ, thịt da tan chảy xương trắng trần phơi, nương công đức này có được thân trời cùng bao thiên nữ bên dòng sông thiên, êm đềm dịu chảy thanh thản nằm phơi. Tự hỏi vì đâu ngục tốt diêm vương đầu quạ đầu ó bỗng nhiên hốt hoảng, do diệu lực nào quét tan bóng tối mang lại an vui cho cõi địa ngục. Ngẩng đầu lên nhìn thấy giữa trời rộng sáng ngời hình bóng Đức Kim Cang Thủ, tâm khởi mừng vui nên hắc nghiệp tan theo cùng Bồ Tát rời xa chốn này. Bao giờ thạch nham bỗng nhiên tan biến nhờ trận mưa hoa tẩm đầy nước hương. Tự hỏi nhờ đâu mà tràn niềm vui, nguyện cho chúng sinh trong cõi địa ngục thấy được trước mắt đấng cầm hoa sen. Bạn hiền con ơi, hãy mau đến đây không cần hoảng chạy. Ai ở trên kia chính Đức Diệu Âm là bậc Bồ Tát, hộ trì chúng sinh ban sự vô ý, nhờ lực của Ngài khổ đau tan sạch, suối an lạc chảy và Bồ Đề sinh. Xin hãy nhìn xem, ở trong địa ngục trăm vạn chư thiên đảnh lễ gót sen, trăm vạn thiên nữ rền lời xưng tán, đôi mắt của Ngài từ hòa ướt đẫm, từ đỉnh đầu Ngài rơi trận mưa hoa, chúng sinh địa ngục thấy được cảnh này cất tiếng reo vui. Tương tự như vậy, nương thiện căn này, trùng điệp biển mây chư Đại Bồ Tát như Đức Phổ Hiền cùng chư vị khác. Mưa xuống biển mưa, an vui thơm ngát, cho cõi địa ngục đầy áp niềm vui. Nguyện cõi súc sinh thoát cảnh hải hùng, nhai nuốt lẫn nhau. Nguyện cõi ngạ quỷ được nguồn an lạc, bắt câu lư châu. No đủ tắm mát nhờ dòng sữa ngọt rót từ ngón tay Đức Quan Thế Âm. Nguyện cho người mù thấy được hình sắc, nguyện cho người điếc nghe được âm thanh, nguyện cho sản phụ được giống như là Hoàng hậu Maya, không gặp đớn đau trong lúc lâm bồn. Nguyện người thân trần tìm được y áo, nguyện người đang đói kiếm được miếng ăn, nguyện người đang khát tìm ra thức uống cùng nguồn giải khát thơm ngon tuyệt diệu. Nguyện cho người nghèo tìm được tài sản, nguyện người yếu khổ thấy được niềm vui, nguyện kẻ tuyệt vọng nằm ngủ gặp nguồn hy vọng, vĩnh viễn sống trong bình an hạnh phúc. Nguyện người tật bệnh thoát mọi bệnh khổ, nguyện nạn thiên tai vĩnh viễn không còn, nguyện kẻ khiếp sợ dứt cơn sợ hãi, nguyện kẻ tù đầy thoát cảnh cùng gông, nguyện kẻ yếu hèn tìm ra sức mạnh. Nguyện cho chúng sinh sống trong cõi thế đều biết quay về nâng đỡ lẫn nhau. Nguyện cho lữ hành trên mọi bước đường đều gặp hạnh phúc, không nhọc công vẫn làm được tất cả những gì muốn làm. Nguyện người đi biển tìm được hết thảy mọi điều mong muốn, trở về đất liền bình an vô sự, sum vầy đoàn tụ cùng với thân nhân. Nguyện khách lữ hành lạc bước lỡ chân, sớm gặp đồng hành không sợ cướp bóc, hầm beo thú dữ đường đi thông dong không chút mỏi mệt. Nguyện kẻ lạc loài ở nơi hoang dã, không bóng người qua hải hùng hoang vắng, kẻ say kẻ điên, kẻ trẻ thơ người già không nơi nương tựa đều được chư thiên che chở hộ trì. Nguyện cho chúng sinh thoát cảnh ràng buộc, có được chánh tín trí tuệ từ bi, lương thực đầy tràn cung cách uy nguy, luôn nhớ đời trước. Nguyện cho mọi người tài sản bất tận, như hư không tạng, không hề mang lại tranh chấp tổn hại,
hưởng dụng tùy ý. Nguyện kẻ xấu xí được tướng trang nghiêm, nguyện người dị dạng được thân toàn hảo, nguyện kẻ mạng thấp trong cõi thế gian sanh vào mạng cao, nguyện kẻ thấp kém có được địa vị, nguyện kẻ kiêu căng trở thành khiêm tốn. Nương công đức này, nguyện khắp chúng sinh từ bỏ ác hạnh, vĩnh viễn làm theo những điều tốt lành, và không bao giờ lìa bồ đề tâm, luôn luôn đi sâu trong pháp hành bồ tát, luôn giữ được chư Phật hộ niệm giữ gìn, tận diệt hết thảy ác hạnh ma vương. Nguyện khắp chúng sinh sống đời trường thọ an vui hạnh phúc, đến cả chữ chết cũng chưa từng nghe. Nguyện khắp mọi nơi có biết bao nhiêu vườn cây như ý, pháp âm ngân vang lời giảng của Phật cùng chư trưởng tử. Nguyện cho mặt đất ở khắp mọi nơi không đá gập ghềnh như ngọc lưu ly, như lòng bàn tay muốt trơn phẳng mịn. Trong hàng đệ tử, nguyện chúng Bồ Tát nhiều đến vô lượng, ngồi kín mọi nơi, uy nghi trang điểm khắp mặt đất này. Nguyện cho chúng sinh lắng nghe không ngừng âm thanh diệu pháp, đến từ chim muông, đến từ cây rừng, đến từ ánh sáng hay từ không gian. Nguyện luôn thấy Phật cùng chư trưởng tử trùng điệp trời mây, cung phẩm vô tận, mang hết kính dâng bậc thầy cõi thế. Nguyện xin chư thiên cho mưa đúng thời, cho khắp mùa màng xanh tốt xum xuê. Nguyện cho quốc vương thuận theo chánh pháp, nguyện cho con dân thịnh vượng cát tường. Nguyện thuốc chữa lành mọi cơn bệnh dữ, nguyện cho mật chú luôn được thành công. Nguyện đà kỳ ni quỷ an thịt người khỏi được từ tâm. Nguyện khắp chúng sinh không có một ai phải chịu nạn khổ, tạo tác ác nghiệp, gặp cảnh tật bệnh, khổ vì sợ hãi hay vì bị người sỉ nhục khinh khi, cũng không bao giờ khổ vì trầm cảm. Nguyện cảnh chùa chiền luôn được thanh tịnh, trường tồn hân thịnh, tu học tụng kinh. Nguyện cho tăng đoàn sống trong lục hòa, chí nguyện xuất toàn thành viên mãn. Nguyện người xuất gia có chí nguyện tu, được chốn lan nhã, xả bỏ tán tâm, an trú trong định, thuần tâm nhu nhuyễn. Nguyện cho chư ni được đủ vận chức, thoát hết tất cả tranh chấp tổn hại. Tương tự như vậy, nguyện người xuất gia trang nghiêm giới hạnh, nguyện người phá giới sám hối tội này, tiêu trừ nghiệp lực, xin cõi bình an uy nghi giới hạnh không còn suy thái. Nguyện cho kẻ trí luôn được tôn vinh, được người giữ gìn hiến cúng rộng rãi, tâm luôn thanh tịnh lanh danh lần mười phương. Nguyện không còn ai chịu khổ ác đạo, cũng không bao giờ nhọc nhằn vất vả, mau chóng viên thành thắng thân của Phật, thù thắng hơn cả thân của chư thiên. Nguyện khắp chúng sinh cúng dường chư Phật nhiều vô số kể, luôn hưởng được nguồn an vui thắng diệu của chư Như Lai. Hết thảy Bồ Tát vì khắp chúng sinh có tâm nguyện gì, nguyện đều thành tựu, và xin nguyện cho khắp cả chúng sinh hưởng được tất cả tâm ý của Phật cùng chư Bồ Tát hướng về chúng sinh. Tương tự như vậy, nguyện Bích Chi Phật cùng chư Thanh Văn được nguồn an vui, và cho đến khi đạt hoan hỷ địa, nguyện nương lòng từ của Đức Diệu Âm mà con luôn được nhớ lại đời đời trước vui hạnh xuất gia. Nguyện con luôn sống với chút lương thực đơn giản thông thường, nguyện mọi đời kiếp tìm được nơi trú thanh tịnh toàn hảo. Mỗi khi trong con khởi tâm muốn thấy hay là muốn hỏi, nguyện được diện kiến Bồ Tát Diệu Âm không chút ngần ngại. Như Đức Văn Thù toàn thành mục tiêu cho khắp chúng sinh cùng tận không gian, nay con cũng nguyện làm theo như vậy. Không gian chưa cùng, chúng sinh chưa tận, thì con còn vẫn ở lại chốn này quét tan khổ nạn cho khắp chúng sinh. Nguyện cho khổ nạn của khắp chúng sinh trổ quả nơi con, nương vào năng lực chúng tăng Bồ Tát, nguyện khắp chúng sinh hưởng được đầy nguồn an vui thắng diệu. Nguyện cho chánh pháp là thuốc duy nhất để chữa lành bệnh khổ, là gốc rễ của mọi nguồn an vui, luôn được muôn loài hỗ trợ tôn kính, tồn tại dài lâu. Con xin kính lạy Bồ Tát Diệu Âm, nhờ ơn của Ngài mà tâm thiện khởi, kính lạy đạo sư cùng chư đạo hữu, nhờ ơn chư vị tâm thiện phát huy.